Bằng đang đứng ở trước đền của Đức Thánh Trần và có cái tiệm phở Hai Tô ở trong khu Lido Sài Gòn, họ chuẩn bị đốt pháo. Ăn vỗ tay đi con. Vỗ tay. High five. Yeah. Đây, đi ra đây. Rồi bây giờ đi bộ qua Phước Lộc Thọ thôi. Mấy cây đào ở trên đường Bô Sa năm nay không có ra hoa nổi rồi. Bây giờ nó mới có cái búp à. Mỗi năm là nó đã có hoa rồi đó. Ừ, nó cũng có cây có nè mọi người. Cũng có cây có hoa, có cây không có hoa. Ở bên Phước Lộc Thọ cũng đang có đốt pháo. Bây giờ gia đình của Bằng sẽ đi qua bên đó coi tiếp. Mỗi năm thì Phước Lộc Thọ có tổ chức đốt pháo hoa cho mọi người cùng xem, nhưng mà năm nay thì do dịch bệnh nên là họ không có tổ chức đốt pháo hoa. À, ở đây là do mọi người họ mang pháo họ đốt, họ có dành riêng một khu vực để cho mọi người vào trong đây để đốt nè mọi người.
Bài trong xe không có rồi mày ạ. Đây là cái khu vực ăn chay của chùa Huệ Quang. Gia đình của Bằng đang ở chùa Huệ Quang. Ở đây đang có rất là đông người đến để xin lộc đầu năm ở chùa Huệ Quang. Hiện tại đang có rất là đông người đây mọi người. Phía bên kia còn có một cái khu vực để cho mọi người có thể ăn chay nữa. Ở đây là chánh điện của chùa Huệ Quang. Lên. 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 Rồi. Đây là phía trong chánh điện của chùa Huệ Quang đây. Mọi người đang xin lộc đầu năm ở phía đằng kia. Ở đây là mọi người xin sâm nữa. Đây là chỗ bán đồ ăn chay ở trong chùa Huệ Quang. Mọi người đang xếp hàng vô để mua, rất là đông luôn. Bây giờ sẽ mời mọi người coi múa lân. Tung 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 tung
ở bên kia. Thank you.
Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.